Mình xin chào các bạn. Thì hôm nay á, mình đang có mặt ở một cửa hàng xe gắn máy đã qua sử dụng, toàn là xe chạy lướt đó các bạn. Thì cái nhu cầu mua xe cũ càng ngày càng nhiều, thì hôm nay mình đã có mặt thêm ở một cửa hàng xe mới tinh luôn, Đức Linh Tài Ngọc nè các bạn. Lần đầu tiên mình đến đây để mình báo giá xe cho các bạn, toàn là xe chạy lướt ha. Cửa hàng thì sẽ có rất là nhiều, từ dòng xe như Vario nè, cho đến dòng xe Winner nè, các bạn thấy không, rất là nhiều ha. Rồi ngay cả SH nè, AB nè, và xe số, xe khuôn tay đầy đủ luôn cho các bạn. Bây giờ mình sẽ đi vào cửa hàng luôn. Đây là chủ cửa hàng. Dạ, chào anh Khải. Em giới thiệu mình đi nè. Dạ, em tên Tô Tài. Tô Tài. Dạ, địa chỉ của hai cửa hàng thì nãy anh Khải có thấy rồi đó. Em ở 222 ấp Kinh Ngay 1, thị trấn Hưng Lợi, thành chị Sóc Trăng. Rồi, số điện thoại của em là số mấy dạ, nè? Số điện thoại của em là 0919 735 735. Rồi, ok em. Dạ. Hôm nay thì hai anh em mình sẽ giới thiệu với các bạn một số dòng xe. Hôm nay là lần đầu tiên mình quay, mình sẽ quay toàn thể cửa hàng cho các bạn xem một lần. Rồi sau này có thời gian mình sẽ quay chi tiết hơn từng dòng một, các bạn cứ việc comment cho ý kiến mình ha. Bây giờ mình đến với chiếc xe này luôn đi em ơi. Dạ. Đây. Dạ, con này là S135 đời cuối luôn anh Khải. À. Đời cuối 2014. Áo tem nó lúc em mua là keo đầy luôn. Em mới lột keo ra. Ừ. Ốc cũng còn khá lắm anh Khải. Như vậy là xe này là em bao máy móc zin hết. Dạ, bao máy móc zin, áo tem zin. Rồi cửa hàng áo dàn chân là theo 5 tháng luôn. Ví dụ như một bạn ở xa mua xe này thì sao, em có ship không? Dạ, em nhận ship toàn quốc luôn anh Khải. Ok, ship toàn quốc luôn. Dạ. Rồi giá chiếc này là nhiêu vậy em? Dạ, giá chiếc này em bán là 24 triệu anh Khải. À, 24 triệu ha. Dạ. Để mình mở yên cho các bạn xem cái ha. Cái này là xe này là giấy phố với huyện kia. Con này ở huyện Kế Sách luôn anh Khải. À, dạ, của Sóc Trăng em, huyện Kế Sách. Xe còn khá lắm, ốc tán theo xe hết, không có lai món nào hết. Anh thấy cửa hàng em xe toàn là đẹp đẹp không à? Có lẽ làm tuyển chắc kỹ lắm hả? Dạ, em thì cửa hàng em chuyên xe lướt anh, xe ít chạy mới mua, xe nhiều em không có mua. Nè, ổ khóa nè các bạn ha, còn đẹp ha. Odo 50.000 cây nè. Odo là bao chuẩn á anh Khải. Đó, bao chuẩn đó các bạn. Trời, chạy 50.000 cây là tính nghe, năm chạy có mấy ngàn. Chủ rất là kỹ luôn. Ừ. Đây. Video đầu tiên thì mình sẽ quay nó hơi nhanh chút xíu ha, rồi sau này mình sẽ ghé mình quay kỹ hơn các bạn. Giá để mình nổ máy nhẹ cái ha. Đạp đi các bạn, xe rất lâu á. Đó, thấy không? Giá bao nhiêu anh quên rồi? Dạ em bán 24 triệu anh Khải. 24 triệu nha, máy móc bao zin, thậm chí là bao đồng hồ nè, 50.000 cây số đó các bạn. Các bạn nghe sơ cái ha. Rồi, vậy thôi ha các bạn. Bây giờ mình sẽ đến với mấy chiếc Vario một cái đi. Dạ. Như nguyên cái dãy này AB dạ. 125 em bán tầm giá khoảng nhiêu em? Dạ, Vario 125 thì em bán tầm khoảng 38 đến 42 triệu anh Khải, tùy theo giấy phố với huyện, với xác xe chạy nhiều hết. À. Ví dụ chiếc này 125 đúng không em? Dạ, con này là 125. Giá đời đời khá cao luôn anh Khải. Con này đời 2021 luôn anh. À. Tầng thứ 41 của 2021. Xe này em mới thu của khách luôn. Đây. Odo là mới có 5.000 cây số đó các bạn. Bao Odo cho các bạn nha. Cửa hàng bao Odo ha. Dạ. Xe mới mua của khách, bởi em chưa có rửa, nó hơi dơ nhưng xe rất đẹp. Ừ. Chiếc này em bán giá nhiêu? Dạ con này em bán 40 triệu anh Khải. 40 triệu thì giá cửa hàng sẽ bán từ khoảng chừng 38 cho đến là 42 đúng không? Dạ em? Đúng rồi. 42, 43. Có cái con xe này thì em bán rẻ hơn, con này em chỉ bán 38 triệu thôi. À. Dạ, cũng 125. Cũng là bao đô hết. Dạ bao đô, còn đủ hai kính zin, một remote zin theo xe luôn anh. Ừ. Bán 38 triệu. Con này chạy 13.000. Đó, 13.000 đó các bạn. Phục này á là phục phay thôi ha. Mà lên thấy đẹp xe quá các bạn. Mình sẽ quay nhanh thôi ha. Bây giờ mình đến một chiếc 150 đi. Chiếc dạ. 150 nào bây giờ em? Dạ 150 thì em đang có hai chiếc, có chiếc màu đỏ này. À. Và chiếc màu xanh xanh đúng không? Dạ, màu xanh vàng vàng chanh đúng dạ, không? Dạ màu vàng chanh.
chiếc con này. Thì giấy phố của biển số 65, giấy phố của Cần Thơ luôn anh Khải. Ví dụ như anh ở Sóc Trăng anh mua thì sao? Cửa hàng bao hồ sơ về cho khách khác tỉnh luôn. Quốc bộ về nếu cho mà khách luôn. Ở Sóc Trăng, Bạc Liêu vậy muốn mua thì em bao hồ sơ về đây cho khách. Rồi giá có nhiêu khách luôn. Dạ con này em đang bán giá 47 triệu bao hồ sơ cho khách luôn anh Khải. Oh, ok, màu đỏ mờ nha các bạn. Nè mới 6.000 cây số nữa các bạn. Đó. Xe khá lắm, vỏ còn dày cui luôn á. Đó. Đây, mới cho các bạn xem sơ luôn ha. Phía dưới nè. Mình thấy là xe cửa hàng có bao đô cho các bạn luôn đó các bạn. Tại vì cửa hàng thâu xe thì thâu xe tuyển không ạ. Mình sẽ báo nhanh hơn 1.000 nữa nè, nhiều lắm. Yeah. Thì giá tầm tầm khoảng 38 cho đến 42 triệu, 125 đó các bạn. Còn 150 thì giá tầm cỡ nhiêu em? Giá hiện tại em có hai xe này thì giá nó đều là 4 ít hết anh. Con thì con xe này thì của giấy huyện, hồ sơ em rút về sẵn rồi, khách mua là chỉ em ký qua khách là bấm số mới thôi. Màu xanh. Con màu vàng chanh này thì em đang bán 48 triệu. Xe cũng chạy lướt có 6.000 cây thôi anh Khải. Ok, ngoại hình xe còn quá đẹp luôn đó các bạn. Nè các bạn nhìn nè ha, phuộc vành còn nguyên nè, dàn áo là không có vết chày đó các bạn. Xe cửa hàng đặc biệt là bao đô, mình rất thích chỗ này ha. Rồi mình quay sơ vậy ha. Đây nè, màu đỏ nè rất là nhiều. Hôm nào thời gian rảnh đi mình sẽ quay chi tiết hơn. Em hôm nay em sẽ giới thiệu với các bạn thêm một chiếc xe nào nữa nè. Dạ con A Black này cũng định hả? AB này ha. Xe này thì đời 2018. Thì hiện tại nó là bỏ mẫu rồi, hàng này công ty ngừng sản xuất rồi anh Khải. Chuẩn ô đô của nó là 1.000 cây số luôn anh. Con này cũng thuộc về hiếm trên thị trường anh Khải. 1.700 km. 1.700 km đó các bạn. Bao đô nha, các bạn yên tâm ha. Đây, ở dưới cho các bạn xem nè. Nè, ốc đồ này ha. Sáng trưng thấy không? Nè. Phuộc đỏ nè, cái này bản đặc biệt quá. Dạ bản đặc biệt. Anh thấy phuộc đỏ là anh nghi hả? Nè, kẹp phanh đỏ nè các bạn. Con này em bao luôn là chưa sơn dặm luôn á anh Khải. Tại lúc em mua là áo keo còn chùm nữa. Cái này em có lột keo ra rồi á. Dạ em vừa lột. Giá nhiêu em? Dạ con này em đang bán với giá là 40,5 triệu. À 40 triệu 500 ngàn ha. Dạ. Giấy tờ có sẵn, em rút hồ sơ sẵn hết rồi. Ok. Các bạn lưu ý là cửa hàng có ship xe nha. Ví dụ như một bạn nào đó muốn mua trả góp thì sao em? Mua trả góp thì cửa hàng, nếu mà mua trả góp ngay con chiếc này hay chiếc nào anh Khải? Chiếc này nè. Chiếc này nếu mà mua trả góp thì trả trước em 15 triệu là được. 15 triệu. Chỉ cần trả chỉ trước cần 15 triệu là mình lấy xe nha các bạn. Vario thì trả khoảng 13 triệu là ok. Rồi ok em. Chiếc này trả trước cỡ chừng nhiêu? Nó chiếc có này khỏi trả trước cũng được luôn anh Khải. Vậy đó hả? Dạ, tại nó có ham triệu. Mấy á? Dạ đúng rồi, khỏi trả trước. Triệu. Mình góp qua ngân hàng hả em? Dạ mình góp qua ngân hàng. Rồi, tiếp tục nữa đi, chiếc nào nữa bây giờ em? Dạ. SH này luôn ha. Dạ. SH này đời 2018 anh Khải. Xe này hồi xưa là nó đi keo chùm. Rồi em lột ra. Cũng bao khách luôn, là xe này chưa sơn dặm luôn anh. Đúng rồi, chiếc nào mà nó bao em bao gì em đó bao em là... ha. Mới có 3.600 cây số nữa các bạn. Phát sinh nè. 125 nha các bạn. 125 CBS. CBS. Giá nhiêu vậy em? Hiện tại con này em bán với giá 77 triệu anh Khải. 77 triệu. Nó đủ hai kính, hai mod, hai lẫy mở, hai mã. Nói chung là hãng đồ hãng còn theo xe đủ hết. Đủ phụ kiện ha. Đây, mời cho các bạn xem luôn ha. Trời ơi, ốc nè các bạn nhìn nè ha. Mới nè. Xe này là ở Sóc Trăng hay em 83 nè. Biển 83 của em đây luôn. Các bạn thấy không, phía trước còn một dãy những chiếc xe Honda Winner đó các bạn, đã qua sử dụng. Ví dụ chiếc xe này nè, anh thấy biển số đẹp quá nè em. Dạ. V1 mà 4 số 1, phía số 9 nè. Dạ. Xe này thì chủ quá may mắn luôn, chủ bấm biển số này quá quá may mắn. Đúng rồi. Dạ.
không phải có tiền mà bấm được số này đâu. Dạ. Vậy thì chiếc xe này bán kèm biển số đúng không em? Dạ đúng rồi. Giá có nhiêu vậy? Dạ giá xe này em bán khách 56 triệu anh Khải. Chiếc này là phiên bản thể thao đó các bạn. Phiên bản thể thao, phiên bản mới nè. Chiếc này chắc khoảng 2021 khoảng đó đó. Dạ. Đây chiếc Camo này, chiếc này giá có nhiêu em? Dạ con đó thì hồ sơ cũng có sẵn luôn. Này ABS, phiên bản ABS anh Khải. Đúng rồi, ABS Camo. Em đang bán với giá là 29 triệu 500. 29 triệu 500. Dạ 29 triệu. Xe này là em cũng bao zin. Bao zin, bao ô đô. Bao ô đô luôn á hả? Dạ. Để anh mở ô đô cho các bạn xem ha. Hồ sơ nó có sẵn luôn anh Khải. À đây nè, 6.000 cây số đó các bạn ha. Cửa hàng là bao ô đô nha. Đó mình đề thử cho các bạn nghe đó. Phía trước cho nên là còn bụi, cửa hàng chưa có lao đó các bạn. Đó. Rồi vậy thôi ha, mới yên cho các bạn xem nhẹ cái luôn nè. Lỡ rồi, Camo nè, nè bình xăng nè, cửa hàng bao đô đó các bạn ha, xe không sơn giảm tuốt gì ha. Nè Camo đây 23 chiếc luôn nè các bạn, chắc giá cũng xem nhau ha. Con này thì có 1.000 cây số anh Khải. À dạ, con này thì cũng 150 ABS luôn. Đúng rồi, Camo. Dạ, 1.500 cây thôi. 1.500 cây nữa các bạn. Giá có nhiêu em? Dạ, con này em đang bán với là 31.500 anh Khải. 31.5. Dạ. Các bạn nhìn nè ha. Con này thì nó khá hơn con hồi nãy. Ừ, đúng rồi. Đã có hồ sơ. Dạ. Rồi, ok, bây giờ mình quay trở lại đi. Em còn muốn giới thiệu chiếc xe nào nữa không ta? Mario mình quay rồi ha anh. Ừ. Đây anh thấy có chiếc mở kinh Exeter chứ? Dạ. Exeter đó giá cũng tốt. Exeter này đời 215 máy zin anh Khải. À, đời 215 máy zin. Dạ. Mới thu nó hơi dơ một tí. Cái này là 58.000 thấy không? Dạ, chạy 58.000. 58.000. Dạ. Cửa hàng là bao, không có tua đô đó các bạn. 58.000 cây số nè. Ha. Giá sao vậy em? Dạ xe này em bán 24 triệu rưỡi anh Khải. 24 triệu 500 ngàn đó các bạn. Vẫn là bao máy zin cho các bạn ha. Đi xe có thể là đi nhiều đó nhưng mà vẫn bao cho các bạn. Xe này là giấy tờ 94. Dạ 94, giấy phố. 24522, giấy phố luôn á hả? Dạ. Giấy phố này mình sang tên qua phố luôn khoảng chừng 300 ngàn gì. Rất là rẻ luôn anh. Ừ. Dạ. Tầm 300 đến 400 đó. $24.5 triệu đúng không em? Dạ đúng rồi. Xe còn dơ nữa các bạn. Dạ. Cửa hàng mới thâu chưa có rửa ha. Rồi em còn xe nào muốn giới thiệu nữa không? Đây một dàn Sonic nữa nè các bạn. Cái này mình quay sơ thôi ha. Khi nào có thời gian rảnh thì mình sẽ quay lại, mình quay kỹ hơn. Sachia nè, Raider nè. Dạ. Raider nè, Sonic nè. Cái này là xe toàn là xe chở lướt hết em? Dạ, xe lướt. Em báo giá nhẹ cái được không? Tầm khoảng nhiêu được không? Nó tầm từ 36 đến 42 triệu anh Khải. À. Tùy theo xe Raider hay Sachia hay là Sonic. Ví dụ như chiếc xe này. Dạ, như chắc con bỏ thì xinh nè. Chiếc Sonic này thì em đang bán, bản này là bản của thằng trắng đỏ này, của Satu Hati. Đúng rồi. Phiên bản này em đang bán với giá là 41 triệu anh Khải. Trắng đỏ. Anh thấy có lên một số đồ chơi á. Dạ. Nè. Còn con nè, AB đó các bạn, AB đầu bò nè, hai chiếc nữa nè. Cũng đẹp quá nè. Zanus nữa nè, AB. Chiếc AB màu xanh này sao với em? Chiếc AB màu xanh này thì hồ sơ em đang rút anh Khải chắc tầm khoảng 20 ngày là có. À đang rút đúng không? Dạ. Chiếc này em bán giá cỡ nhiêu?
Chiếc xe này 125, em bán với giá là 36 triệu. Cũng là xe chạy lướt hả em? Dạ, xe lướt. Ừ. 9.000 cây, 9.800 cây. 9.800 cây đó các bạn. Ha. Rồi, vậy được rồi. Được rồi em. Còn Vairo nữa kìa ha. Dạ. Sonic các bạn. Rồi hôm nay mình sẽ làm tới đây thôi ha. Ủa chiếc Gia Z này là sao vậy em? Chiếc Gia Z này thì xe này hồ sơ em đang rút. Có rồi, bây giờ chuẩn bị đi đăng ký xe ra tên em thì em bán thôi. Tại mấy xe này nó nhạy cảm anh Khải. Ừ. Bởi vì mình qua tên chính chủ mình rồi mình mới dám nói chuyện mạnh mẽ với khách. Thì còn giám định này nọ nữa. À. Đợi thứ hai này rồi em đi sang tên quay em cho rồi luôn. Ok, đi dầm trở ra ngoài. Lần nữa em cho các bạn tên và địa chỉ cửa hàng, số điện thoại lần nữa đi em. Dạ, em tên Tô Tài anh Khải. Ừ. Địa chỉ cửa hàng là 222 ấp Kinh Ngay 1, thị trấn Hưng Lợi, Hạnh Trị, Sóc Trăng. Ok em. Dạ, số điện thoại của em là 0919735735. Rồi, mình sẽ kết thúc video đây nha. Có gì các bạn cứ alo cho số di động mình ghi lên màn hình của các bạn một phía này các bạn ha. Còn bây giờ mình sẽ kết thúc video nha. Chào khán giả luôn nha em ơi. Dạ. Rồi, xin chào các bạn.